Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, có người hỏi rằng Phật tử là theo đạo nào? Thì có quy y chưa? Thì có những Phật tử thì trả lời rằng là đạo nào cũng tốt, Phật tại tâm. Thì thưa quý vị, mình là người đệ tử của Phật, cha mẹ ông bà gia tiên nội ngoại của mình từ xưa đến nay là thờ cúng ông bà tổ tiên, tức là đạo Phật. Khi các vị ở trong nhà mình có việc, bố mình, mẹ mình, ông bà mình sắp một mâm cơm đại quả lên khấn, khấn cúng gia tiên, thì các vị đều là khấn Nam Mô A Di Đà Phật đó. Thế thì như vậy là chỉ cho ta biết rằng đó là gia đình mình đang theo Phật giáo. Cho nên chúng ta phải đi chùa lễ Phật, quy y Tam Bảo là đệ tử của Phật là đúng, chứ không có nói là đạo nào cũng được. Và mình cũng không nói rằng là gì Phật tại tâm, quy y cũng được mà không quy y cũng được, không phải như thế. Đó là những người không hiểu thì mới nói như vậy nha. Chúng ta phát tâm đi quy y Tam Bảo, thụ trì Tam Quy Ngũ Giới là chính thức hàng đệ tử của Đức Phật. Chứ còn nếu mà chúng ta không có đi quy, chúng ta nói là đạo nào cũng được hay là Phật tại tâm, thì giống như chúng ta đi học á, giống như chúng ta đi học mà chúng ta không chịu vào lớp, không theo cái sự giáo án, giáo trình, sự giảng dạy của thầy cô giáo trong nhà trường, mà mình chỉ đứng ở ngồi hiên, mình nghe lớn, nay một bài, mai một bài, hoặc là nửa bài, đó là học viên chữ thính, không phải là chính thức. Cho nên chúng ta không thể nói là Phật tại tâm hoặc là đạo nào cũng được, mà chúng ta phải xác định rằng là gì, mình là đạo Phật, và mình phải chọn Phật giáo, chọn đạo Phật là cái nơi để mà mình nương tựa gửi gắm về tâm linh, về trí tuệ, về cuộc sống hàng ngày của mình mới là đúng. Thế thì để trở thành một người Phật tử tại gia thì các Phật tử biết rằng tất cả các công ty, xí nghiệp, một tổ chức tôn giáo hay hội đoàn nào đều cũng có một cái luật nghi, đều cũng có một cái điều luật của một cái tổ chức đó. Ví dụ như là Ấn Độ giáo thì muốn trở thành một người tín đồ của Ấn Độ giáo thì các vị đó phải đầy đủ tư cách và phải học thuộc kinh Vệ Đà, và phải là có cái sự tác lễ và làm lễ. Thế còn ví dụ như là muốn mà trở thành một cái con chiên chính thức á, thì là người ta phải làm gì? Làm lễ rửa tội đó, chứ không phải tự nhiên mà thành là con chiên được. Cho nên chúng ta muốn trở thành một người Phật tử của tín đồ Phật giáo, của Phật giáo Việt Nam, thì chúng ta phải phát nguyện quy y Tam Bảo và thụ trì ngũ giới. Thế thì quy y nghĩa là gì? Các Phật tử đi quy y thì các Phật tử phải hiểu rằng là thế nào. Quy y có nghĩa là trở về, y có nghĩa là nương tựa. Nương tựa gì? Nương tựa Tam Bảo. Tam Bảo đó là ba ngôi quý báu: Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Tam Bảo gồm có Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Ba ngôi Phật, Pháp, Tăng gọi là Tam Bảo. Bảo tức là quý báu. Quý báu, những cái gì quý báu của thế gian, những cái gì quý báu nhất trên đời gọi là bảo. Bảo nghĩa là báu. Thế thì thưa quý vị, Phật tiếng Phạn là Buddha, Trung Quốc dịch là Phật, nghĩa là sáng suốt, là bậc toàn giác, toàn năng, toàn trí và toàn đức. Ngài đã đầy đủ ba phần, đó là tự lợi, tự lợi, lợi tha, tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn, thì gọi là Phật. Chúng ta chưa được như vậy cho nên chúng ta chưa gọi là Phật. Tự giác chúng ta cũng chưa trọn vẹn, giác tha chúng ta cũng chưa có,
giác thành viên mãn chúng ta cũng chưa được. Cho nên chúng ta đang trên con đường tu tập. Nếu quý vị nào mà tu tập tinh tiến, giác ngộ được đầy đủ như Đức Phật thì chúng ta cũng là Phật. Đức Phật nói rằng là gì? Ta là Phật đã thành, chúng sinh hay là các ngươi là Phật sẽ thành. Cho nên tất cả chúng ta đều có bản tâm diện mục, có Như Lai tạng ở trong người của mình. Cho nên tất cả chúng ta tu, chúng ta làm điều lành, mỗi một kiếp chúng ta tu một ít, nhiều kiếp lâu xa chúng ta sẽ thành quả vị Phật. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, Ngài cũng đã trải qua hằng hà sa số kiếp. Ngài tu nhân làm thiện rất là nhiều, thì Ngài mới thành Phật. Đó là định nghĩa về chữ Phật là như vậy. Phật là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và mười phương ba đời hết thảy chư Phật. Hiện nay thì không có hiện hiểu ở đây, nhưng mà chúng ta đã tạc tượng thờ Phật trong các chùa. Phật trước khi nhập Niết Bàn, Ngài do dạy hàng đệ tử của Ngài là khi Như Lai diệt độ, các ngươi, Đức A Nan hỏi là khi Đức Phật nhập diệt, chúng con nhớ đến Phật thì chúng con phải làm như thế nào? Tạc tượng Phật có được không? Và tạc tượng Phật ấy thì thờ ở đâu? Và cái chỗ thờ thì gọi là gì? Thì Đức Phật dạy rất là rõ. Ngài nói rằng là tạc tượng của ta thờ được, và cái chỗ thờ của ta gọi là chùa. Đó, cho nên ngày nay chúng ta mới có tượng Phật và chúng ta mới có chùa là như thế. Chứ không phải tự nhiên mà có chùa đâu. Từ khi Đức Phật còn tại thế, Ngài đã dạy cho hàng đệ tử của Ngài là tổ A Nan mà chúng ta thờ trong chùa đâu. Pháp là gì? Pháp tức là tiếng Phạn là Dhamma, có rất nhiều nghĩa khác nhau. Và pháp có nghĩa là định tĩnh, và cũng có nghĩa là những cái lời dạy của Đức Phật. Những cái lời dạy của Đức Phật bao gồm trong Tam Tạng Giáo Điển. Tam Tạng Giáo Điển đó là kinh, là luật, là luật, là luận. Và pháp của Phật có cái giá trị là giúp cho con người của chúng ta xả bỏ sam tham, quay về nẻo giác. Cho nên những cái lời kinh luật luận của Đức Phật dạy cho chúng ta đó là pháp. Và tất cả những vạn vật trong thiên hà vũ trụ giữa cõi đời này cũng là pháp. Ví dụ như cái kiếng này cũng là một pháp, cái bàn này cũng là một pháp, cái quạt kia cũng là một pháp. Tăng là gì? Tăng tức là tiếng Phạn là Sangha, Trung Quốc dịch là tăng. Tăng cái nghĩa là chỉ cho đoàn thể chư tăng chư ni từ 4 người trở lên gọi là tăng. Tăng đoàn, tăng là chúng trung tôn, là chỉ cho sự hòa hợp thanh tịnh gọi là tăng, là các sư tu hành, các thầy tu hành thay cho Đức Phật truyền bá giáo pháp. Các vị hiểu nôm na là như thế. Bây giờ mời các vị chúng ta quỳ lên chắp tay để bạch đầu. Các vị nói theo nè: Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch trên chư đại đức ni, chúng con có duyên sự đầu thành định lễ xin tác bạch. Quái xuống. Nam mô A Di Đà Phật. Bạch trên chư đại đức ni, chúng con tên là, ở địa số nhà địa chỉ là, khi nói tên là thì mình điền tên của mình vào.
bấy lâu có lòng khát ngưỡng quy giới, nay đủ duyên lành cần cầu trên chư đại đức ni, thì từ lâm ấn chuyển trao quy giới cho chúng con được ân chiêm công đức. Các vị vái ban vái. Rồi mời các vị ngồi, chắp tay lắng nghe. Khi nghe thầy nói thiện nam tử thiện nữ nhân chính là mình á. Quý vị Phật tử nữ là thiện nữ nhân, quý vị nam là thiện nam. Cho nên khi mà thầy nói là thiện nam tử thiện nữ nhân thì mình phải là A Di Đà Phật nha. Này các thiện nam tử thiện nữ nhân, lành thay quý vị hôm nay đã phát tâm quy y Tam Bảo để thọ trì tam quy ngũ giới, cần cầu trên chư đại đức ni, chúng tôi thay mặt cho chư tăng ni hứa khả và sẽ truyền trao quy giới cho quý vị. Vậy các vị hãy như pháp mà đỉnh lễ Phật Tổ, đỉnh lễ Hiền Thánh Tăng, mười phương chư Phật chư Tổ chứng tâm cho quý vị. A Di Đà Phật. Các vị quỳ lên lễ tiếp. Bạch trên chư đại đức ni, đã từ bi hứa khả cho rồi, các đệ tử chúng con xin thành tâm định lễ cúng dường tam bái. Lễ Phật lễ Tổ chứng minh tròn ba lễ. Lễ tâm định lễ Nam Mô Tây Phương Đông Độ Nam Việt lịch đại tổ sư. Nghe thầy đánh tiếng chuông to thì các vị lễ, mà dập cái kiếng, dập cái tiếng kiếng thì các vị lại bắt đầu lên. Còn nếu chưa dập cái kiếng thì các vị vẫn phải lễ im xuống dưới như chiếu nha. Chê tâm định lễ đa mô tận thập phương biến pháp giới qua hiện vị lai Phật Đà Gia. Chê tâm định lễ Nam Mô Tận Thập Phương Biến Pháp Giới Hoa Hiện Vị Lai Đạt Ma Gia. Chê tâm định lễ Nam Mô Tận Thập Phương Biến Pháp Giới Hoa Hiện Vị Lai Tăng Gia Gia. Này các thiện nam tử thiện nữ nhân, Phật dạy ba cõi không yên như ở trong nhà lửa, muốn xa lìa ba cõi thì phải nương về ngôi Tam Bảo. Người muốn thoát khỏi sinh tử luân hồi không thể bỏ qua sự thụ trì giới pháp mà được. Giới như chiếc bè bóng đưa người qua bể khổ, giới như đất bằng phẳng muôn vật đều từ đấy mà phát sinh, giới như ngọn đèn sáng chiếu phá các chỗ tối tăm, giới là con đường tắt đưa đến cõi nhân thiên, là cửa ngõ duy nhất đi vào cung điện niết bàn. Cho nên trong kinh nói rằng nếu có chúng sinh nào muốn dứt trừ các khổ hưởng sự an vui vô thượng thì phải phát tâm thủ trì tam quy và ngũ giới. Người nào chỉ cần trong giây phút phát tâm quy Tam Bảo thì đời vị lai sẽ chứng quả niết bàn an vui giải thoát. Đó, cho nên thưa quý vị, cái công đức mà chúng ta phát tâm quy Tam Bảo
À, Phật dạy trong luật là mình chỉ cần phát tâm quy y Tam Bảo trong một phút, một giây. À, mình phát cái tâm lành như vậy thì đến đời vị lai mình sẽ được chứng quả và vị Phật. Cho nên rất là phước báo, rất là công đức nha. Các vị biết rằng Hoàng đế Võ Tắc Thiên ấy, các vị để tay xuống đi, các vị để tay xuống. Hoàng đế Võ Tắc Thiên, bà sinh năm 602 và mất năm 705, là một phi tần của Đường Thái Tông Lý Thế Dân. Sau khi trở thành hoàng hậu Đường Cao Tông Lý Trị, trải qua nhiều sóng gió dập dìu, ấy thế mà bà là nữ hoàng 15 năm cuối cùng của cái thời kỳ đó. Thế mà thưa quý vị, bà rất là có tâm với Phật. Võ Tắc Thiên, bà đã viết một bài kệ có 4 câu. Đó là câu gì quý vị biết không? Hàng ngày chúng ta tụng kinh đều tụng cái bài kệ của bà. Đó là: Vô thượng thẩm thâm vi diệu pháp, bất thiên vạn ức kiếp nam mộ, ngã kim kiến văn đắc thủ trì, nguyện giải Như Lai chân thực địa. Nghĩa là gì? Nghĩa là pháp Phật cao sâu rất nhiệm màu, ngàn muôn ức kiếp dễ hay đâu, con nay nghe thấy xin vân giữ, nguyện hiểu Như Lai nghĩa nhiệm màu. Đó. Các vị biết rằng bà là một vị nữ hoàng đế đó, rất là tài hoa, rất là giỏi. Thế mà bà trong một lần bà xem, khi mà chư tổ dịch xong cái bộ kinh Hoa Nghiêm có 80 quyển dâng lên để cho bà dịch về cái bản dịch đó, thì bà đọc xong bà thấy sao kinh Phật hay quá. Phật dạy những cái điều rất là cao siêu diệu vời mà trên thế gian không có ai bằng Phật cả. Cho nên bà phát Bồ Đề Tâm, tự bà chấp bút và viết lên cái bài kệ này. À, cho đến giờ phút này, cái bài kệ này là được lưu truyền mãi mãi từ đó cho tới nay. À, khi tất cả chúng ta các thời khóa kinh tụng đều tụng cái bài của bà, cái bài kệ của bà là khai kinh kệ đấy. À, các bà tự lao khai kinh kệ vô thượng thẩm thâm vi diệu pháp, chính là cái bài của bà là Võ Tắc Thiên sáng tác. Và do cái lòng cảm mến về Phật pháp, về giáo nghĩa của Phật Đà mà bà viết lên cái bài kệ này. Cho nên thưa quý vị, các Phật tử chúng ta phát tâm quy y Tam Bảo thì đó là quay về nương tựa ba ngôi Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, là ba cái ngôi rất là quý báu ở thế gian này. Ở đời chúng ta cho rằng là tiền bạc, nhà cửa, ruộng vườn, xe cộ, châu báu ngọc ngà là quý, nhưng mà không quý bằng là chúng ta quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Vì sao vậy? Vì những cái tiền của tài vật vật chất ở thế gian thì nó sẽ bị mai một, nó sẽ bị mất đi. Phật nói là tài thuộc ngũ gia, tức là của cả chúng ta thuộc năm nhà, đó là đất, nước, gió, lửa và con người hết. Nhưng mà cái quy y Tam Bảo, thụ trì ngũ giới là các Phật tử được đời đời kiếp kiếp chúng ta được cái phước báo là chúng ta làm lành, chúng ta được an vui, chúng ta được khỏe mạnh và chúng ta được cái phước điền rất là lớn. Cho nên nó quý là ở cái chỗ đây. Thế thì các Phật tử trước khi quy y thì các vị phải phát tâm sám hối theo nghi thức của Phật dạy, của chư tổ dạy. Thì thưa quý vị, sám hối á, thì trong luật Phật dạy, người quy y Tam Bảo thì trước phải sám hối cho thân tâm được thanh tịnh. Giống như một cái bình mình muốn chứa đựng cái cam lồ ở bên trong thì mình phải xúc cái bình đó cho nó thật sạch. Giống như cái tâm của mình đây, hôm nay mình đi đến chùa khô phát tâm quy y Tam Bảo thì trước khi quy y mình phải sám hối, thì giống như mình xúc cái bình này để cho cái tâm của mình được thanh tịnh, được lắng động tâm tư, không có vội vàng hấp tấp, không có
phiền não, không có sao tham sân si, không có bực tức, không có nhiễm ô, thì chúng ta mới lĩnh thụ giới pháp của Đức Phật thanh tịnh, thì chúng ta mới được cái phước phước lớn. Thế thì sám hối nghĩa là gì? Sám nghĩa là tự thú tội ra, chừa bỏ các lỗi đã làm. Chẳng những tội lỗi trong một đời mà ở trong nhiều đời chúng ta cũng cần phải sám hối, trong nhiều kiếp chúng ta cũng cần phải sám hối. Cho nên gọi là sám. Sám tức là chừa bỏ những cái điều tội lỗi từ quá khứ cho tới hiện tại, và phát nguyện đến vị lai chúng ta không có làm những điều xấu điều ác. Điều xấu điều ác cụ thể như thế nào thì rất là nhiều, đại khái là quý vị cũng biết. Ví dụ như điều xấu là gì? Không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Đó là các điều xấu điều ác. Chúng ta hãy từ bỏ, và chúng ta hãy siêng năng tích cực làm các việc lành. Hối nghĩa là gì? Hối có nghĩa là hối hận, biết cái lỗi của mình trước đã làm, bây giờ mình phải chừa bỏ, mình không có làm nữa, gọi là hối. Hối có nghĩa là ăn năn hối cải. Nghĩa là ăn năn hối cải đấy. Cái xấu thì chúng ta làm cho trở thành tốt đẹp. Cho nên á, ví như cái áo mà nó bị dơ bẩn, nó bị dính mực hay dính bùn hay dính đất, thì bây giờ chúng ta cần phải giặt cho nó sạch. Và khi đã giặt sạch rồi thì chúng ta không để cho nó dính bẩn nữa. Giống như hôm nay chúng ta đã phát nguyện phát tâm đi quy y Tam Bảo rồi, thì chúng ta hãy cố gắng làm điều lành, không có quay lại làm các cái ác nghiệp nữa, thì chúng ta sẽ được an vui trong hiện đời, hiện tại cũng như là ở vị lai là như thế. Thế thì bây giờ các Phật tử hiểu sơ lược về cái ý nghĩa là sám hối chưa? Hiểu chưa? Sám có nghĩa là sám ba, Trung Hoa dịch là hối quá. Sám có nghĩa là sám bỏ những các cái lỗi lầm của mình. Hối là ăn năn hối cải những cái điều mình đã làm, những cái tội lỗi mình đã làm, bây giờ mình xin sửa lỗi và mình không làm nữa. Thì Đức Phật nói rằng khi chúng ta muốn thụ tam quy ngũ giới thì trước phải sám hối cho thân tâm được thanh tịnh. Thì giống như cái bình muốn đựng nước cam lồ vị thì chúng ta phải xúc cái bình cho nó thật sạch. Thì cái tâm của mình cũng vậy, phải sám hối tâm của mình thanh tịnh. Ví dụ như hôm nay các Phật tử sáng ngày ra ở nhà bực bội con hay bực bội cháu hay bực bội chồng, thì bây giờ chúng ta lắng lòng thanh tịnh trước mười phương chư Phật, chúng ta thành tâm sám hối, không có để cái tâm bực bội trong người, không có ghét ai, không có thù ai, không có giận ai nữa, được không? Rồi, được nha. Rồi mời quý vị quỳ lên chắp tay nói theo thầy. Các vị đọc đệ tử chúng con tên là, chắp tay lên, đọc tên lên. Kể từ vô thủy cho đến ngày nay, lỡ tạo bao nhiêu tội lỗi, ngày nay thành tâm sám hối, thề tránh điều dữ, nguyện làm việc lành, cúi xin Tam Bảo từ bi gia hộ, khiến cho đệ tử chúng con tội diệt phúc sinh, căn lành thêm lớn, hiện tiền phúc tuệ trang nghiêm, một hậu sinh về cõi Phật. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Thanh tịnh rồi.
khi quy y, các vị cần phải biết rõ nghĩa chữ quy y là gì. Quy y nói cho đủ là quy y Tam Bảo. Chữ quy là trở về, y là nương tựa. Trở về nương tựa Phật Pháp Tăng, chúng ta đã nhiều đời nhiều kiếp si mê lầm lạc, nay cần phải quay về với chính pháp, nương tựa Tam Bảo. Phật Pháp Tăng Tam Bảo là gì? Như đã giải thích cho quý vị, Phật là đấng giác ngộ, toàn năng, toàn trí, toàn đức, là cha lành của chúng sinh, là đạo sư của các cõi. Pháp là gì? Pháp là những lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nếu tất cả mọi người chúng ta đi theo pháp, đi theo giáo pháp ấy mà tu hành thì quyết định thoát ly sinh tử, chứng thành Phật quả. Cho nên nói rằng pháp là mẹ sinh ra ra chư Phật vậy. Đó. Nên nếu chúng ta tin vào pháp Phật, chúng ta hành trì, chúng ta tu chúng thì chính quý vị là những vị Phật tương lai. Đó, cho nên là pháp là mẹ đẻ ra ra chư Phật vậy. Tâm là gì? Tâm là những người thực hành pháp của Phật dạy, thay Phật diễn nói những pháp ấy cho chúng sinh. Trong biển khổ của cuộc đời, Phật là đạo sư, pháp là chiếc thuyền tốt. Tâm như người chèo thuyền, nương tựa Tam Bảo như vậy thì chắc chắn sẽ rất là ổn định. Nguyện A Di Đà Phật. Thế thì các Phật tử chúng ta đã nghe và hiểu sơ lược về cái nghĩa về tam quy như thế nào rồi. Tam quy là gì? Hiểu chưa? Tam quy là ba quy đi. Quy Phật, quy Pháp, quy y Tăng. Các vị đã nghe hiểu sơ lược như vậy rồi. Bây giờ đến cái thời giờ quan trọng, quý vị hãy quỳ lên, chắp tay hướng lên Tam Bảo một lần thành kính, lắng lòng nghe cho kỹ thầy bảo như thế nào thì các vị hãy đọc theo như vậy và để lĩnh thụ tam quy. Đệ tử chúng con tên là xin suốt đời quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai, ông cung đặng chính chánh là đấng Thế Tôn của con. Đệ tử chúng con tên là xin suốt đời quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai, ông cung đặng chính chánh là đấng Thế Tôn của con. Đệ tử chúng con tên là xin suốt đời quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai, ông cung đặng chính chánh là đấng Thế Tôn của con. Đệ tử chúng con xin suốt đời quy Phật rồi, quy Pháp rồi, quy Tăng rồi, Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai, ông cung đặng chính giác là đấng Thế Tôn của con. Bạn nghe lên đây nhờ tí. Mời các vị ngồi. Tiếng đường trong chắc quy rồi nha.
đi lên sáu. A Di Đà Phật. Thưa quý vị, vừa rồi các Phật tử đã phát nguyện thụ trì tam quy rồi. Bây giờ các vị đã phát nguyện Phật chứng tâm cho quý vị, hộ pháp chư thiên chứng tâm cho quý vị. Quý vị là người Phật tử tại gia theo tín đồ của đạo Phật, thì Đức Phật dạy cho chúng ta: này các thiện nam tử, thiện tử nhân, các vị đã phát nguyện quy Phật rồi thì từ nay trở đi thà bỏ thân mạng, không có quy theo thiên thần quỷ vật. Đó, cho nên các Phật tử hôm nay chính thức là mình là đệ tử của Phật rồi, thì mình không có đi quy y theo các đạo khác, không đi theo tà giáo khác, ai rủ thế nào mình cũng không có đi nha. Chứ không có là đi theo đạo đạo khác, là bất cứ đạo gì ai rủ không có đi, vì mình đã quy y đệ tử của Phật. Phật là đấng tối tôn, là cha lành của các cõi, là đạo sư, là thầy dẫn đường cho mình, rất là tốt, không ai bằng bằng Phật. Cho nên chúng ta không có đi theo đạo khác, và không có đi rủ rê, không có đi, chứ không phải là nghe ai nói nào nói nào, mẹ con vác rá nhổ xào chạy theo nha. Nhiều Phật tử đã quy y tam bảo rồi, nhưng mà ai rủ đi đâu cũng đi, đạo nào cũng đi, đạo nào cũng xè vào một tí, là không đúng nhá. Không đúng. Cho nên Phật dạy là đã quy y Phật rồi thì trọn đời không có đi quy y theo thiên thần quỷ vật, không có đi theo đạo khác. Các Phật tử đã quy y pháp rồi thì từ nay trở đi trọn cho đến trọn đời không có đi quy y theo kinh điển của ngoại đạo tà giáo. Đó, không phải kinh Phật chúng ta không tụng, không phải sách Phật chúng ta không có nghe, không có đọc, kể cả băng, kể cả đĩa giảng, ai cho mình cũng lấy mình đọc, mình cũng lấy mình mở cho cả nhà nghe là hỏng, không được nha. Mình phải xem ai giảng, đây phải là chư tôn đức quý hòa thượng, quý thầy trong đạo Phật, mà những người gì, những người đó là phải có trình độ, phải có học vấn, phải nói đúng chính pháp. Chứ còn nếu sai, nói sai là nói truyền bá mê tín, nói đồng bậy, làm cho cái đầu óc của mình á, cái tư tưởng của mình hiểu lệch hiểu sai, là mình cũng không có nghe, không nghe, cho cũng không có lấy, cho không lấy. Thưa quý vị, nhiều Phật tử không biết ở đâu cứ thỉnh thoảng lén lén á, là mang một bọc đĩa, một túi đĩa to, rồi một túi kinh sách mà không có chính thống, cứ trốn trốn thôi, để trên tam bảo, để trên chùa là đi đâu mất, nhiều lắm ạ. Thầy đã mang đi đốt mấy lần như vậy. Cho nên quý vị, không phải ai cho cái gì mình cũng lấy, cho đúng pháp thì mình hãy lấy. Nghe cũng vậy, mình không nên nghe những cái sai á, là mình sẽ bị lệch tư tưởng. Mình lệch tư tưởng, mình hiểu sai thì mình làm sai, mình làm sai thì mình phải tội, không có phúc mà có tội nha. Cho nên Phật dạy người đệ tử của Phật đã quy y pháp rồi thì không có đi theo nghe, quy y theo kinh điển khác ngoại đạo tà giáo. Kinh điển của Phật, ví dụ như phía Bắc của chúng ta là thường đọc vào trong cái quyển gì, kinh chú thường tụng là chữ Việt, chư kinh nhập tụng là chữ Hán, kinh Vu Lan, kinh Phổ Môn, kinh Pháp Hoa, rồi kinh Di Đà, kinh Thủy Sát, Mục Liên Sáng Pháp, và tất cả các kinh là chúng ta trì tụng. Còn ngoài ra những các sách Phật thì rất là nhiều, hoặc là băng đĩa giảng, hoặc là chúng ta mở trên mạng nghe, thì chúng ta cũng phải xem giảng sư nào, thầy nào, hòa thượng, chư tôn đức tăng ni, quý ngài ở trong Phật giáo, các ngài giỏi, các ngài thông tuệ, thì chúng ta nghe theo, chúng ta học theo, chúng ta làm theo. Còn một số những các vị mà chúng ta mập mờ không biết thì chúng ta phải hỏi thầy, con nghe cái đĩa giảng này hay con đọc cái sách của cái dịch giả này có được hay không, thì mình mới đọc nha.
và không được đi nghe theo mọi đạo tà giáo, người ta xui mình là bỏ ban thờ, bỏ bát hương nha, là không có được. Đấy là ngoại đạo tà giáo. Đạo Phật không có xui con người bỏ bát hương, không có xui chúng ta là không thắp hương ông bà gia tiên, không phải như thế. Đạo Phật là dạy cho con người chúng ta cái tâm hiếu, là tâm Phật phải biết cội nguồn, phải biết hiếu nghĩa với ông bà cha mẹ tổ tiên nhà mình, dòng họ nhà mình, tâm thân của mình, đất nước của mình. Quy y tâm rồi thì các Phật tử chúng ta từ nay trở đi thà bỏ thân mạng, không có đi quy y theo tổn hiệu ác đảng. Tức là khi chúng ta đã quy y tâm là hàng chúng trung tôn, tức là bậc thầy, tức là chư tôn đức tăng ni thanh tịnh, gọi là tâm là chỉ cho cái sự hòa hợp và thanh tịnh, thì chúng ta quy y cái bản chất đó, quy y chư tăng, thì chúng ta không có đi theo những cái người bạn ác, những cái người ác, gọi là thầy hay bạn tốt thì gần, thầy tà bạn dữ thì chúng ta tránh xa, không có theo, không có chơi. Thưa quý vị như thế. Thế và các Phật tử chúng ta đã quy y rồi thì từ nay trở đi các vị cố gắng phải giữ gìn cho thật tốt. Dù có gặp những cái nhân duyên mất mạng đi chăng nữa thì chúng ta cũng không có nên hủy phạm, và phải bền lòng giữ gìn như vậy thì đời đời sẽ qua lại chốn nhân thiên và sẽ sớm thành Phật quả. Đó, A Di Đà Phật. Bây giờ trước khi vào năm giới thì thầy xin đó là đọc tên và pháp danh cho quý vị, và các vị nhớ cái tên pháp danh của mình để các vị sẽ bạch Phật, chư Phật chứng tâm cho các vị thụ tam quy và ngũ giới nhé. Đáng lý danh sách này là thầy đọc trước lúc nãy, nhưng mà do các vị thư ký và bổ sung một số. A Di Đà Phật, quý vị chỉ nhớ cái tên pháp danh của mình khi mà đọc ví dụ đệ tử chúng con tên là, thì ví dụ mình sẽ đọc là Nghiêm Xuân Tiến pháp danh Trúc An Tín. Ở đây thầy sẽ đọc ba chữ Trúc An Tín, có nghĩa là Trúc, có nghĩa là theo cái dòng kệ, dòng lâm tế Trúc Thanh của thầy. An có nghĩa là an vui, an bình, an hòa, an trí, an đức. Và cái tên đằng sau là nó là cái tên pháp danh, cho nên chúng ta nhớ là ba chữ nha. Ba chữ là Trúc An Tín, Trúc An Hòa, Trúc An Hỷ, Trúc An Thông, ví dụ như thế. Thì sau này chúng ta đi đâu người ta biết là cái tên này là Phật tử của chùa đạo tràng, Phật tử chùa vô nha. Và hôm nay những cái người Phật tử, những cái Phật tử mà phát tâm quy hôm nay là tất cả quý vị là sẽ ở trong danh sách của đạo tràng Phật tử chùa vô. Thì các vị sắp xếp thời gian tham gia những các khóa tu, những các ngày sám hối, những các ngày tụng kinh theo như lịch đã thông báo. Bây giờ đọc tên ai có thì các vị đó là A Di Đà Phật nha. Nghiêm Xuân Tiến Trúc An Tín, Đỗ Thị Phê Trúc An Nguyên, Đỗ Đình Đông Trúc An Mi, Nguyễn Văn Thơ Trúc An Văn, Nguyễn Thị Dung Trúc An Thùy, Kiều Văn Loan Trúc An Nhập, Nguyễn Thị Hoa Trúc An Lan, Nghiêm Xuân Thưởng Trúc An Thường, Chu Thị Hoan Trúc An Bình, Nghiêm Bá Nhạc Trúc An Trang, Đỗ Thị Pha Trúc An Nhiên, Nghiêm Thị Nhàn Trúc An Nguyện, Chu Thị Tươi Trúc An Ánh, Đỗ Văn Cấp Trúc An Thông, Nguyễn Thị Mậu Trúc An Minh, Phan Văn Tý Trúc An Tuệ, Nghiêm Xuân Quỳnh Trúc An Hải, Đỗ Thị Minh Trúc An Sơn, Phan Thị Viên Trúc An Thọ, Chu Thị Ngân Trúc An Nga, Nguyễn Văn Tuyền Trúc An Hợp, Phất Thị Thủ Trúc An Nhi, Nghiêm Thị Tiền Trúc An Nhung, Đỗ Doãn Sơn Trúc An Lộc, Đỗ Duy Hùng Trúc An Anh, Nguyễn Thị Thanh Huyền Trúc An Phụng, Đỗ Thảo Linh Trúc An Diệu, Nghiêm Văn Huynh Trúc An Quân, Nghiêm Xuân Phấn Trúc An Hoàng, Nghiêm Văn Đệ Trúc An Rệ, Nguyễn Thị Năng Trúc An Hộ, Đỗ Thị Xuân Trúc An Đông, Kiều Thị Thanh Trúc An Huyền, Hoàng Văn Hạnh Trúc An Nhẫn,
Đỗ Thị Mai Anh, Trúc Anh Hoa, Hoàng Mạnh Tuấn, Trúc Anh Tú, Hoàng Anh Thư, Trúc Anh Từ, Phùng Thị Đợi, Trúc Anh Thiền, Nguyễn Thị Toan, Trúc Anh Ngọc, Kiều Thị Tiến, Trúc Anh Thư, Đỗ Văn Tư, Trúc Anh Phát, Đỗ Tuấn Khanh, Trúc Anh Tùng, Nguyễn Thị Hoa, Trúc Anh Hoan, Phan Thị Viên, Trúc Anh Giác, Nguyễn Duy Trồi, Trúc Anh Nhan, Nguyễn Thị Vương, Trúc Anh Tướng, Nguyễn Văn Thịnh, Trúc Anh Hưng, Nguyễn Thị Hoa, Trúc Anh Phương, Quốc Văn Thông, Trúc Anh Nhật, Nguyễn Văn Kế, Trúc Anh Hoàng, Nguyễn Thị Huê, Trúc Anh Loan, Nguyễn Văn Thắng, Trúc Anh Huyết, Nguyễn Văn Mạnh, Trúc Anh Phong, Nguyễn Thị Thu, Trúc Anh Quý, Nguyễn Thị Phương Anh, Trúc Anh Mạnh, Lê Văn Trường, Trúc Anh Kỳ, Nguyễn Văn Thiện, Trúc Anh Lâm, Tung Thị Lan, Trúc Anh Thơ, Nguyễn Văn Hùng, Trúc Anh Dũng, Nguyễn Thị Yên, Trúc Anh Nhâm, Đỗ Thị Bắc, Trúc Anh Giang, Nguyễn Thị Chỉnh, Trúc Anh Thiện, Nghiêm Văn Phong, Trúc Anh Viên, Nguyễn Thị Khoa, Trúc Anh Trí, Nguyễn Văn Dũng, Trúc Anh Quang, Đào Thị Phượng, Trúc Anh Hà, Nguyễn Văn Tâm, Trúc Anh Tâm, Quách Thị Lâm, Trúc Anh Vi, Nghiêm Thị Hồi, Trúc Anh Tường, Nguyễn Thị Sinh, Trúc Anh Khang, Trần Văn Hậu, Trúc Anh Tịnh, Chu Thị Tâm, Trúc Anh Thanh. Bây giờ các Phật tử đã nghe tên và pháp danh của mình rồi. Bây giờ các vị sẽ tiếp tục lễ quy y tam bảo, quy y bổn tam bảo phụ ngũ giới. Mời các Phật tử chúng ta quỳ lên chắp tay. Quỳ lên chắp tay bằng để bắt đầu lĩnh thụ ngũ giới. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch trên chư đại đức ni. Chúng con tên là tên và pháp danh vừa đọc. Chúng con có duyên sự đầu hành. Đỉnh lễ xin chân lời tác bạch. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch trên chư đại đức ni. Chúng con tên là pháp danh ngụ tại số nhà. Bấy lâu có lòng khát ngưỡng quy giới, nay đủ duyên lành, cần cầu trên chư đại đức ni truyền trao quy giới cho chúng con, được ân chiêm công đức. Lành thay quý vị, hôm nay đã phát tâm về chùa Khô, xã Tiên Phong, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, quy y tam bảo, thụ trì tam quy và ngũ giới để tu hành. Xin thay mặt cho chư ni tại bản tự truyền trao quy giới cho quý vị, nguyện cầu chư Phật chứng minh gia hộ cho quý Phật tử chúng ta thân tâm thường an lạc, gia đình được cát bảo bình an, tăng phúc tăng lộc tăng duyên tăng thọ. Quý vị hãy quỳ lên khởi thân đỉnh lễ tam bảo đại lễ. Chê tâm đỉnh lễ Nam mô Phật Pháp Tăng tam bảo tam bái. Thiện nam tử, thiện nữ nhân, Phật dạy đường xa muôn dặm, không lìa bước ban đầu. Thế nên ba a tăng kỳ kiếp, Phật phát bồ đề tâm. Phật dạy phải phát bồ đề tâm trước nhất. Lục độ vạn hạnh trang nghiêm, phải nương nhớ pháp làm đầu.
Giới là nền tảng phát khởi thiện căn công đức, là đất bằng phẳng muôn vật đều từ đó mà phát sinh. Giới là con đường tắt đưa đến cõi nhân thiên, là cửa ngõ duy nhất đưa vào cung điện Niết Bàn. Nếu người nào muốn dứt trừ các khổ thì phải thụ trì tam quy và ngũ giới. Này các thiện nam tử, thiện nữ nhân, trước khi thụ ngũ giới thì các vị phải cần hiểu rõ ngũ giới là gì. Đó. Giới, ngũ giới tức là năm điều răn cấm, năm điều răn cấm Đức Phật dành cho người đệ tử tại gia và xuất gia cũng dùng, đấy, cũng hành trì. Thứ nhất là không được sát sinh. Thứ hai là không được trộm cắp. Thứ ba là không được tà dâm. Thứ tư không được nói dối. Và thứ năm là không được uống rượu. À, có nhà thơ nói rằng tâm của chúng ta, tâm là máy truyền hình thu quân ngàn quốc sống, trọn thế giới an lành cho tươi vui cuộc sống. Tức là tâm của chúng ta nó như là một cái máy truyền hình, nó như là một cái vô tuyến, nó thu tất cả những cái xấu, cái tốt vào ở trong tâm của mình, xong rồi nó phát ra. Cho nên mà nếu chúng ta thu cái tốt vào thì chúng ta sẽ phát ra cái tốt, chúng ta thu cái xấu vào thì chúng ta sẽ phát ra cái xấu, đúng không quý vị? Nếu tâm của mình mà luôn luôn thu cái xấu vào thì chắc chắn rằng là mình sẽ nhả ra cái xấu thôi. Cho nên chúng ta ăn cái pháp lành, cái pháp tốt thì chúng ta sẽ nhả ra cái gì? Những cái pháp thiền diệt thực, những cái sự an vui, hoan hỷ, hiền từ, đức độ đó đến cho mọi người. Thì mọi người sẽ cảm nhận được cái điều lành đó, cái trường năng lượng từ cái sự an lạc của mình phát ra, thì tất cả chúng sinh vạn loại đều được phúc lành của mình, và đặc biệt là những người thân xung quanh của mình đó. Thế thì thưa quý vị, Đức Phật dạy như vậy là chư ác mạt tác chúng thiện phụ hành, tự tịnh kỳ ý thị chư Phật giáo, nghĩa là không làm các điều ác, hãy làm các điều lành, tâm ý giữ trong sạch, chính lời chư Phật dạy. Trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy chỉ có bốn câu ngắn gọn, các Phật tử chúng ta cố gắng học thuộc, các vị đọc theo này: không làm các điều ác, hãy làm các việc lành, tâm ý giữ trong sạch, chính lời chư Phật dạy. Kinh Pháp Cú, Kinh Pháp Cú. Các vị đọc lại nha, đọc lại phải thuộc bài kinh này. Hôm nay chúng ta đi quy y là chúng ta phải nhớ tam quy là gì, ngũ giới là gì, và thuộc bài kinh này. Và chúng ta đi cấy, chúng ta đi cày, chúng ta đi quét nhà, chúng ta nấu cơm, chúng ta cũng đọc cái bài kinh này, rất là có phước. Khi mình đọc nhiều mình nhớ là mình sẽ không làm ác. Đọc lại nha: không làm các điều ác, hãy làm các việc lành, tâm ý giữ trong sạch, chính lời chư Phật dạy. Kinh Pháp Cú. Đọc lại nè, từ các vị đọc xem nào: không, hãy, tâm, chính, không làm các điều ác, hãy làm các việc lành, tâm ý giữ trong sạch, chính lời chư Phật dạy. Kinh gì? Rồi, đúng rồi, kinh Pháp Cú. Thưa quý vị, Đức Phật dạy chúng ta giới thứ nhất không được sát sinh, nghĩa là con người còn tham sống, vật cũng vậy.
Cho nên Phật tử chúng ta là không được giết người hay là giết tất cả các con vật, không được giết hại tất cả chúng sinh, mà trái lại còn phóng sinh, tu phúc, làm điều lành, thì chúng ta sẽ được tăng trưởng cái tuổi thọ được lâu dài. Các vị có muốn sống lâu không? Hả? Ai cũng muốn sống lâu. Người nào có phúc đức thì sẽ sống lâu. Đó. Cho nên chúng ta phải làm phúc, chúng ta phải tạo điều lành thì chúng ta sẽ sống lâu. Không sát sinh là thân vĩnh viễn, từ bỏ sát hại các loài hữu tình. Loài hữu tình là loài nào? Loài hữu tình là loài có tình thức, biết nóng, lạnh, đói, rét, biết thương, yêu, tức là có cảm giác, là hữu tình. Còn ví dụ như cái cây, cỏ, hoa, lá, đất, đai, ruộng, vườn, nó là loài vô tình, không có tình thức. Còn loài hữu tình, ví dụ kể cả con gà, con chó, con mèo, con trâu, con bò, con dê, con lợn, vân vân. Tất cả chúng sinh, con vi trùng, vi khuẩn, virus, nó cũng là một loài hữu tình, ký sinh trùng trên người của chúng ta. Các vị tập tự nghe, đừng có nói chuyện. Thì là tất cả đó gọi là hữu tình thức. Thì Đức Phật dạy chúng ta giới thứ nhất không được sát sinh, thì từ cái loài bò bay mấy cửa nhỏ nhất trong không trung, rồi nhặt rồi các cái con vật, chúng ta phải có tâm từ bi, không giết hại sinh bệnh. Thế nhưng mà ví dụ như ở đây các quý vị, chúng ta làm ruộng, chúng ta phải phun thuốc lúa, phải trừ sâu. Chúng ta không làm thì không được. Nhưng mà chúng ta, Phật dạy chúng ta phải có cái tâm từ bi, thương chúng sinh, chứ chúng ta không nên đan tâm giết hại những cái con vật vô cớ, hoặc là đặc biệt là giết người nha, giết người hại vật, chúng ta không làm. Chúng ta phải có cái tâm từ bi, biết bao dung, biết thương xót, vì là tất cả chúng sinh là cha là mẹ, là anh em thân bằng huyết thuộc của chúng ta từ nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ. Cho nên Phật dạy chúng ta là ý thức được những khổ đau do sự sát hại gây ra, con xin học theo hạnh đại bi để bảo vệ sự sống của mọi người, mọi loài. Con nguyện không giết hại sinh mạng, không tán thành sự giết chóc, không có để kẻ khác giết hại, dù là trong tâm tưởng hay trong cách sống hàng ngày của con. Đó, các Phật tử chúng ta cố gắng làm như thế. Chúng ta hãy phát khởi cái tâm từ bi, thương xót chúng sinh. Có nhà thơ nói rằng muôn loài sự sống đều nhau, có thân có thức biết đâu như mình, nỡ nào giết hại hữu tình, ruột mềm máu chảy, thương sinh não lùng. Hoặc là có tổ nói rằng hàng ngày trong bát canh ăn, oán sâu như bể hoàn thành nói non cao, muốn hay nguồn gốc bên đau, lắng nghe tiếng khóc tiếng gào đến thâu. Đó, các vị có người nào mà ở gần lò mổ không? Ở gần nơi chỗ người ta giết lợn có đấy, các vị cứ để ý mà xem, người nào ở gần lò mổ sợ lắm, nghe tiếng kêu của những con lợn, những con bò đêm thanh vắng vắng mọi người đang ngủ, người ta làm thịt nó kêu thất thanh lên rất là đau xót. Không biết là các vị có khởi lòng thương nó không? Có, đúng không? Thưa quý vị, ở trong kinh Pháp Cú thí dụ có một câu chuyện nói về cái vấn đề sát sinh. Thế thì có một cái người đồ tể, họ làm nghề sát sinh, chủ lò lợn đấy, thì ông ta là làm được 30 năm. Thì thưa quý vị, khi đến ngày mà ông ta sắp sửa lâm chung, thì tự nhiên ông ta lâm một trận bệnh rất là nặng.
Và trước đó một tuần ấy, thì ông ba lại sốt rét và ông ba cứ bò quanh nhà và kêu en ét như là con lợn. Và cả nhà đóng cửa lại. Thế thì đệ tử của Phật mới hỏi rằng là bạch Đức Thế Tôn, tại sao cái nhà của cái ông kia đóng cửa suốt cả tuần nay? Đức Phật mới nói rằng là gia chủ đấy đang bị bệnh vì nghiệp vì ông đang giết lợn, cho nên ông ta đang bò xung quanh nhà và kêu en ét giống như con lợn. Rồi khi đến ngày đóng mắt long chung là ông ta bò vào trong địa ngục và phải đầu thai lên nhiều kiếp làm con lợn. Các vị đấy là một câu chuyện. Rồi một câu chuyện nữa là có một vị bà la môn giết con dê để cúng tế. Thế thì khi mà cái vị bà la môn này là bắt con dê ra chuẩn bị là cho nước sôi và cắt tiết làm thịt nó, thì tự nhiên là con dê này nó cười khanh khách, nó cười xong bắt đầu là nó lại khóc. Thế thì vị bà la môn này là rất là ngạc nhiên, thì mới nói rằng tại sao mày lại cười, rồi sao tại sao mày lại khóc, chắc là con dê này nó là thành ma thành quái gì rồi sợ quá. Thì mới hỏi nó như thế, thì nó tự nhiên nó cũng biết nó tiếng cười, nó bảo là tôi khóc ấy là vì 500 kiếp trước đây tôi cũng là một bà la môn giống như ông ấy, và tôi cũng đã từng giết một mạng con dê để tôi cúng tế, cho nên 500 kiếp tôi đã làm dê. Và tôi thương rằng sau khi ông giết tôi thì ông cũng sẽ thay thế tôi là ông làm 500 kiếp dê như tôi vậy, cho nên tôi thương ông mà tôi khóc. Thứ hai là tôi cười là vì là cái xả báo thân, cái nghiệp của tôi kiếp này là kiếp cuối cùng, tôi chết là tôi sẽ không làm súc sinh, tôi không làm dê nữa. Đấy. Là tôi nên là tôi mừng, tôi cười. Thế thì vị bà la môn này mới nghe như thế thì mới bảo tất cả linh của mình người hầu của mình là thôi bây giờ con dê này nó là rất là đặc biệt, mang nó ra ngoài suối thả đi, cho nó lên rừng nó đi ăn cỏ, không giết nó nữa. Thì nó nói và nó cười như này sợ lắm, không giết. Thế thì con dê nó bảo là nếu ông không giết tôi thì tôi cũng chết, ông cứ giết tôi đi. Ông bà la môn này ông nhất quyết ông giết, ông đẩy nó ra rừng, ra ngoài vườn, ra ngoài rừng giống như núi, bao vì chùa khô mình đây là nhiều cây cối là thả lại cho ăn cỏ. Thế thì ông vừa mới thả nó ra ngoài một chút, một lúc sau thì tự nhiên là có cơn mưa dông sấm sét đổ mưa về, thì sấm sét nổi ầm ầm tới và đánh sét đánh vào trong cái tảng đá đấy, thì cái tảng đá nó vỡ ra một miếng và cái miếng đá nó bắn vào đầu con dê nằm ra chết tươi, chảy máu chết tươi. Thế thì ông bà la môn này mới sợ quá, mới đi ra ngoài vườn tìm xem nó đâu, vừa mới thả nó ra đây mà sấm sét nó nổ to quá, cho nên là đi ra tìm. Thì ra tìm thấy con dê đang chảy máu và nằm chết tươi ở ngay cái chỗ cái mỏm đá đó. Thế thì mới gọi dân làng rồi gọi mọi người ra xem cái con dê này rất là đặc biệt. Đấy là câu chuyện có thật trong kinh Pháp Cú thí dụ. Đó là câu chuyện sát sinh. Một câu chuyện nữa là gì? Ở cái thời Đức Phật ấy thì có một cái câu chuyện như thế này, là một người đàn ông lấy hai cô vợ. Người vợ trước là không có con, cho nên là cô vợ này là cổ mới cho người chồng của mình đi thêm một bước nữa và tìm một cô nàng khác có thể sinh con được cưới cho chồng. Thì khi mà cô ta cưới cô này về thì ông chồng lại chăm chút cái cô vợ bé hơn để cho cổ sinh con. Thế thì không bao lâu thì cô này được mang thai, có tin vui. Thì ông chồng ổng rất là thương và chăm chút lo lắng vì bao nhiêu năm mình không có con, có con. Bây giờ mình mới, các vị tắt điện thoại đi. Và bây giờ mình mới có được có con, cho nên ông thương, ông chăm sóc. Ông chăm sóc thì cô vợ lớn này khởi lòng ghen tức. Lúc đầu thì đồng ý cho, nhưng mà cái tâm của người phụ nữ khi thấy người chồng của mình chăm sóc người khác là ít nhiều gì cũng khởi cái lòng sân, khởi cái lòng ghen tị.
Cho nên là cái tâm đố kỵ của người đàn bà, cái người phụ nữ nặng nề lắm, nghiệp chướng nặng lắm. Chủng tử nó là vốn chỉ thế rồi. Thì thưa quý vị là cô này cũng ghen ghét. Thì đến ngày gần, cái cô này gần sinh á, gần khai hoa nở nhị, thì quý vị biết thế nào không? Ông chồng đi công tác, thì cô vợ này á, là cổ mới lấy thuốc độc trộn vào cơm cho cô vợ bé ăn. Thì cô này ăn xong thì là bị trụy thai và chết. Con chết, vợ chết, cả mẹ lẫn con chết luôn. Thế thì khi ông chồng đi công tác về thì là ví dụ như hôm nay chết này, ngày mai là ông chồng về, thì ông chồng mới thấy hỡi ơi là tại sao như vậy. Thì cô cũng giấu, cô không có khai. Nhưng mà bà con hàng xóm và đi ra bác sĩ người ta xét nghiệm, người ta biết. Thì lúc đó thì ông chồng ổng mới bực tức, ổng mới điên quá, ổng mới dùng cái chày ổng mới phan cô một cái thì trúng vào đầu. Thì cái cô vợ lớn này cũng giấy đầm đập ra chết tươi luôn, tức là cả hai cô cùng chết. Thế thì thưa quý vị, khi hai cô này chết rồi thì các vị biết không, kiếp thứ nhất cái cô vợ bé này là đầu thai làm con gà, cô vợ lớn thì đầu thai làm con chồn. Thì con chồn này nó luôn luôn nó đi tìm cái con gà này, nó rình rập và nó bắt con gà này ăn thịt. Đấy, đến kiếp thứ hai vẫn chưa thoát lại. Đến kiếp thứ hai cái oan báo, cái oan oan tương báo nó đi với nhau nữa. Tức là đến kiếp thứ hai thì cô vợ bé thì làm con nai, cô vợ lớn thì làm con beo. Thì con beo nó to hơn con nai, cho nên con beo nó chuyên môn nó đi tìm cái con nai này để nó ăn thịt. Đến kiếp thứ ba thì cái cô vợ bé này là làm một người con gái, và cô vợ lớn làm một vị hung thần, một vị hung thần. Thì khi đến kiếp thứ ba này, cái cô vợ bé cũng nhân duyên lại gặp cái ông chồng đó, lại lấy chồng, cũng mang thai và sinh một đứa bé. Thì khi sinh một đứa bé mới có 3 tháng tuổi thì hai vợ chồng dắt nhau lên trên chùa, là lên tịnh xá Kỳ Hòa để đỉnh lễ Đức Phật, để đỉnh lễ Đức Phật. Thì khi bắt đầu lên đến gần đến chùa thì cái cô vợ lớn là cái hung thần này này, nó biết là hôm nay là cái con yêu nghiệt của mình từ nhiều kiếp này nó bế con nó lên chùa để nó lễ Phật đấy. Đấy, thế thì hung thần hiện ra gió bão và tự nhiên có những cái luồng khói đen bay đến và định bắt cái đứa bé đấy ăn thịt. Thế thì Đức Phật ngài ngồi ở trong hương thất, ngài mới biết được là cái hai cái người này là cái nghiệp trước với nhau, đã gây với nhau trong nhiều kiếp. Cho nên Đức Phật dùng thần thông, ngài không có dùng thần thông đâu, nhưng mà hôm đó thì Phật lại dùng, và ngài ngăn chặn cái luồng gió đen đó lại, và ngài mời vào tất cả con hung thần đó và cả hai vợ chồng cái chú đó vào trong hương thất của Đức Phật. Và Đức Phật giảng giải là các ngươi gì không có được lấy oán mà báo oán thì oán oán hãy chấp chồng, các ngươi hãy lấy đức báo oán thì oán sẽ tự tiêu tan. Thế thì ba người giác ngộ và xin quỳ định lễ quy y Tam Bảo và không có thù, không có giết nhau nữa từ kiếp này sang kiếp khác nữa. Đó, cho nên thưa quý vị không, có một chút thôi mà nếu mà chúng ta không có tâm từ bi thì chúng ta hãy theo nhau nhiều kiếp và chúng ta hãm hại. Cho nên tất cả Phật tử chúng ta không nên giận ai, không nên thù ai. Ai có làm điều gì đối với ta không tốt, ai có làm điều gì đối với ta buồn lòng, thậm chí hao tài tốn của, chúng ta cũng cứ hoan hỷ. Biết đâu nhiều kiếp chúng ta nợ với người ấy, nợ với người kia, kiếp này mình hoan hỷ mình trả nợ. Mình đừng theo mình báo thù, đừng theo mà oán ghét nữa nha. Các Phật tử làm được không? Cố gắng. Nếu mà các Phật tử chúng ta giữ gìn được cái giới không sát sinh thì sẽ có những cái điều lợi ích là chúng ta được gì? Chúng ta được tất cả chúng sinh kính mến mình. Thứ hai là cái lòng từ bi của chúng ta nó luôn luôn rộng mở,
Thứ ba là trừ sạch tất cả các cái thói quen giận hờn. Thứ tư là thân thể chúng ta sẽ thường khỏe mạnh, an vui. Thứ năm là tuổi thọ sẽ được lâu dài. Thứ sáu là thường được thiên thần hộ vệ. Thứ bảy là ngủ ngon giấc, không có chiêm bao ác mộng. Thứ tám là trừ hết tất cả các mối oán thù. Thứ chín là không có bị đọa vào ba đường ác, đó là địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Thứ mười là sau khi chết được sinh lên trên cõi trời. Đó, cho nên các Phật tử chúng ta thấy cái giới của Đức Phật dạy có một giới đầu tiên thôi mà chúng ta giữ gìn được là chúng ta được 10 điều lợi ích, rất là sướng, rất là phước báo, rất là tốt nha. Giới thứ hai là không được trộm cắp. Trộm cắp là thế nào? Là tất cả những vật không được cho mà mình lén mình lấy, hoặc cậy thế ủy quyền lường gạt mà lấy đều gọi là trộm cắp. Trộm cắp thì có những cái điều tai hại gì? Hiện tại thì bị người ta tìm bắt, trói buộc, tra tấn, kìm kẹp, hình phạt khổ sở. Cha mẹ thì buồn bã, xã hội thì khinh thường, bầu bạn thì lánh xa. Mất sự tin cậy nhau, sau khi chết thì xin trở lại làm người bần cùng khốn khó, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Hoặc có khi làm được một ít tiền của rồi thì bị là gì? Cướp giật, nước trôi, lửa cháy, con hư, nó phá sản. Cho nên là rốt cuộc là chúng ta nghèo khổ, hoặc là làm tôi tớ, trâu, bò, lừa, ngựa, lạc đà để mà trả nợ cho người ở kiếp trước. Đấy, các vị thấy cái nghiệp của cái người trộm cắp xấu không? Thế mà nếu mà chúng ta không có trộm cắp mà lại phát tâm bố thí cho những người nghèo khổ khó khăn, cúng dường những các bậc hiền thánh, thì chúng ta được cái phước báo là gì? Là đời này đời sau hưởng cái phước báo là giàu có, an vui sung túc, con cháu nhiều đời, nhờ thừa hưởng phước của ông bà cha mẹ mà được giàu sang vinh hiển. Đó, thưa quý vị, là cái giới thứ hai không được trộm cắp thì chúng ta có cái lợi ích rất là lớn, rất là tốt. Cho nên đời này mà các Phật tử chúng ta mà được giàu sang vinh hiển là chúng ta được cái phước báo là chúng ta không có trộm cắp. Đức Phật dạy rằng ý thức được những khổ đau do lừa gạt gây ra, trộm cắp và bất công trong xã hội gây ra, chúng con nguyện học theo hạnh đại từ để đem niềm vui sống an lạc cho đến mọi người mọi loài, để chia sẻ thì giờ năng lực và tài vật của con với những kẻ đang thật sự thiếu thốn. Con nguyện không lấy làm tư hiệu bất cứ của cải của ai không do mình tạo ra. Con nguyện tôn trọng quyền tư hiệu của kẻ khác, nhưng cũng nguyện ngăn ngừa kẻ khác không cho họ tích trữ làm giàu một cách bất lương trên sự đau khổ của con, của mọi người và muôn loài. Đó, thưa quý vị, chúng ta đã không trộm cắp rồi mà chúng ta còn không cho con cháu mình, bè bạn của mình, những người thân của mình trộm cắp, mình không cho, dù là của công hay dù là của tư, chúng ta không nên tham lam. Không phải của mình thì dù cây kim cọng cỏ, một ly một lai tơ hào, chúng ta cũng không nên mong mỏi, chúng ta không nên tham, không tham nhũng, không tham lam. Các bạn thử vô nha. Đấy là giới thứ hai. Giới thứ ba, Đức Phật dạy chúng ta là không được tà dâm. Tà dâm tức là cấm vợ hay chồng không có được lén lút làm các cái việc tà bậy. Muốn cho gia đình đầm ấm vui vẻ, an vui hạnh phúc thì phải thành tựu gia nghiệp. Muốn cho được tiếng thơm ở đời này thì phải không có bị quả báo ở đời sau thì phải nên đoạn hẳn tà dâm. Cho nên thưa quý Phật tử, cái nghiệp tà dâm của con người chúng ta, Đức Phật dạy là chúng ta phải tránh, phải bỏ đi. Nếu mà chúng ta giữ được cái giới này
thì vợ chồng sẽ rất là hạnh phúc, an vui. Chứ còn nếu mà nay thì ông này, mai thì bà kia, hoặc là trăng bướm, hoa lá, rồi là thích hưởng thụ những cái điều không tốt đó, thì không tốt cho mình. Mình mang cái nghiệp đời này và đời sau, mình sẽ bị người khác, chồng phụ bạc, vợ phụ bạc. Đấy. Chồng đi với người khác, vợ đi với người khác. Đấy. Cho nên là kiếp này, ví dụ như chúng ta, chồng chúng ta không sống không chung thủy với mình, thì mình phải chịu khó mình tu. Ở đây có ai có như vậy không? Có ai có ông chồng mình đi với người khác không? Hả? Hoặc là bản thân mình đi với người khác không? Không chung thủy với chồng không? Ai có dám giơ tay không? Không dám giơ tay. Đấy. Giấu thật là kỹ luôn, dám giơ tay. Có nhiều cô xinh là coi chừng. Nhiều chú vừa tài vừa giỏi, gọi là trai tài gái sắc. Rồi làm việc mà có điều kiện kinh tế nhiều, xung quanh có nhiều người hầu kẻ hạ, nhiều người ngưỡng mộ, nhiều người theo đuổi. Đấy, thì là không giữ lòng, là thành ra là gia đình tan nát, không có hạnh phúc. Cho nên chúng ta phải giữ cái giới này. Chúng ta giữ được cái giới này là chúng ta rất là có phước. Có phước như thế nào các vị nghe đây? Không tà dâm là ý thức những khổ đau do thói tà dâm gây ra. Con xin học theo tinh thần trách nhiệm để giúp bảo vệ tiết hạnh và sự an toàn của mọi người và mọi gia đình trong xã hội. Con nguyện không ăn nằm với những người không phải là vợ hay là chồng của con. Con ý thức được rằng những hành động bất chính ấy sẽ gây ra những khổ đau cho kẻ khác và cho chính con. Con muốn bảo vệ hạnh phúc của mình và của kẻ khác thì phải biết tôn trọng những cam kết của mình và của kẻ khác. Con sẽ làm mọi cách có thể bảo vệ trẻ em không cho nạn tà dâm tiếp tục gây nên sự đổ vỡ của các gia đình và của đời sống lứa đôi. Đó, Đức Phật dạy chúng ta rất là kỹ. Tất cả các giới điều Đức Phật dạy chúng ta rất là kỹ. Đó. Kể cả cái hạnh phúc gia đình nhà mình còn phải bảo vệ hạnh phúc của trẻ em. Nạn hiếp dâm trẻ em chúng ta cũng phải quan tâm. Các con nhỏ của mình đi học trong xóm, trong làng, vào những cái chỗ hẻo lánh buổi trưa, buổi tối, mình phải để ý con mình, cháu mình đi học về, đi và về. Và trong cái thời gian đó mình phải kiểm tra xem nó tại sao nay nó khác. Nhiều đứa mà khi nó bị rồi nó cũng không dám nói, nó bị trầm cảm, nó im re mãi đến về sau nó mới lộ ra thì buồn rồi. Cho nên mình phải để ý quan tâm đến con cái mình, và mình phải giáo dục cái cách bảo vệ cho cháu, cho con của mình trong cái vấn đề này. Và những Phật tử nào mà chúng ta giữ gìn được như vậy thì gia đình của mình sẽ rất là hạnh phúc, an vui, hòa thuận. Người ta nói là đồng thuận vợ thuận chồng thì tác biến đông cũng cả, thuận bạn thuận bè thì tất cả biến đông. Đấy. Cho nên là có thơ rằng đó là gì? Thương nhau sao nở phụ nhau, bạc tình bạc nghĩa ôm bầu trăng hoa. Thói quen ác hạnh dâm tà, nát tan mái ấm chết xa khổ lồ. Đó, thưa quý vị, nếu mà cái nghiệp tà dâm mà mình không giữ gìn trinh tiết cho chồng, cho vợ của mình thích hưởng thụ vũ dục lạc phi pháp, thì chúng ta sẽ lây bệnh nè, rồi tạo mất hạnh phúc của gia đình trong hiện đời. Và tương lai chúng ta xả báo thân này, chúng ta chết đi, chúng ta cũng đọa vào trong cái đường xấu, đường ác. Nhớ nha. Đó, cho nên là Phật dạy chúng ta giới thứ ba không được tà dâm, chung thủy với vợ với chồng. Chứ không phải là chúng ta đi quy đi về rồi là chúng ta đuổi chồng đi qua chỗ khác ngủ, hoặc là đuổi vợ đi qua chỗ khác ngủ riêng. Không phải như vậy nha. Đó. Chúng ta được phép
sống chung với chồng mình, thương yêu chồng mình hết mực, vợ mình hết mực, không có đi với người khác. Đó. Giới thứ tư là không được nói dối. À, nói dối ở đây là tâm nghĩ miệng nói trái nhau. Nói dối thì có bốn cách. À, cách mà tự ai cũng biết rồi. Thứ hai là nói theo dịch. Nói theo dịch là nói như thế nào? Tức là nói hoa hè, khêu gợi, dục vọng, xúi dục người ta làm những cái điều tội lỗi, gọi là nói theo dịch. Thứ ba là nói hai lưỡi, tức là nói lời ly gián, đến người này nói chuyện người kia, đến người kia nói chuyện người này, làm cho người ta tan đàn xẻ nghé, làm cho người ta tan nát hạnh phúc gia đình của họ, làm được cho người ta chia bè chia bạn ra. À, thì ví dụ hai bên đang kết giao có cái mối hòa hảo rất là tốt, mình chiếu vào mình nói xấu giữa hai bên thì người ta sẽ nghĩ sai, người ta hiểu lầm và người ta đã khổ đau với nhau. Đó là cái mồm của mình gây ra cái nghiệp rất là nặng. Và Đức Phật dạy chúng ta không nên nói lời hai lưỡi. Thứ tư là nói lời thô ác. Nói lời thô ác là chúng ta cũng thường mắc phải cái nghiệp này. Nói lời thô ác là nói như nào? Mắng chửi, độc địa, thề thốt, chửi rủa, thô tục. Nói tục chúng ta không nên nói. Ví dụ như ngày trước chúng ta nói chuyện, có nhiều người trong một cái cuộc nói chuyện của mình thì nói tục rất là nhiều, văn ra lời là tục rất là nhiều. Mình hãy từ bỏ bớt, mình tập nói những cái lời văn minh, văn hóa, những cái lời nói hòa ái, những cái lời nói ái ngữ, đem đến cho mọi người khi nghe cái lời nói của mình được vui, được phấn khởi, được an tâm. Đó là cái lời nói có ích. Đó, cho nên là có bốn cái điều mà thuộc về khẩu nghiệp, chúng ta không nói. À, chúng ta phải thực hành không được nói dối, không được nói lời theo dệt, không được nói lời hai lưỡi và không nói lời đồng ác. Đấy. Hòa từ khẩu nhập, hòa từ khẩu xuất. Cho nên cái miệng của mình mà mình nói lời nói ác thì mình sẽ gặp những các cái nghiệp rất là xấu. Cho nên quý vị, thưa quý vị, ở trong cái bài thơ Miệng Đời của tác giả Ngạo Thiên có nói như thế này: miệng đời nào ai nuôi ta lớn, thói đời bạc bẽo răng dậy người ta khôn. Người đời thích nói xuống mồm, miệng tạo thêm nghiệp chẳng thiền để tâm. Thôi thì ta cứ giả câm, miệng tạo thêm nghiệp chẳng thiền để tâm. Không nghe, không thấy, lỗi lầm, thứ tha. Cuộc đời dễ hiểu thôi mà, nhìn hình đoán chữ mới là hanh thông. Tự lời xấu từ miệng thoát ra, đừng vội. Nghiệp từ cửa miệng do ta tạo thành, hương thơm hương ngát quay quanh, lựa lời mà nói cho sanh cõi lòng. Vỗ tay. Đấy, cho nên thưa quý vị, tác giả Ngạo Thiên có nói cái bài thơ về cái miệng của mình. Mình hãy lựa lời mà nói, đó gọi là lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Chúng ta có làm được không? Cố gắng làm. Ai đời này giữ gìn cái khẩu nghiệp của mình thì đời đời kiếp kiếp chúng ta sẽ có phước rất là nhiều. Lời nói của mình nói ra là có người nghe, có người tin trọng và quý mến. Còn chúng ta không giữ thì chúng ta sẽ bị cái nghiệp hiện đời là bị người ta khinh khi, chê bai, mắng nhiếc, nguyền rủa, thậm chí là vào tù ra tội cũng vì cái lời nói này. Đó. Giới thứ năm là không có được uống rượu. Rượu là những cái thứ mà làm say mê con người. Và bây giờ không phải là rượu không, mà gồm có những các cái chất gây nghiện, gây say. Ví dụ như xì ke, ma túy, thuốc lắc, rồi các cái loại thuốc kích thích mà làm cho trí não của chúng ta không bình thường, không ổn định, thì chúng ta không nên dùng, tuyệt đối
một giọt, một viên nhỏ chúng ta cũng không nên dùng nha. Vì nếu mà chúng ta rượu mà say mà chúng ta cứ uống, thì nếu mà tìm cách cho người ta uống thì phạm cái tội rất là nặng. Thuốc độc uống thì chết ngay, xong thì chết mạng có một đời. Nhưng mà rượu thì còn độc hơn là thuốc. Vì sao vậy? Vì làm cho người ta cuồng tâm đảm trí, cho nên người ta gây ra bao nhiêu các cái điều tội lỗi khác, các cái điều ác khác, ví dụ như là trộm cắp, là tà dâm, là nói dối, là ác khẩu, là tất cả các nghiệp khác người ta đều phạm hết, là do vì cái nghiệp uống rượu. Cho nên quý vị chúng ta không nên uống rượu. Mình phải khuyên con, khuyên cháu, khuyên bạn của mình cũng không nên uống rượu say. Nhiều người là uống rượu say, lời rượu vào thì lời ra, chén tạc chén phù. Uống một chén thì còn anh em, hai ba chén thì mày tao chi tớ, ba bốn chén thì dắt nhau ra ngoài kia chiến đấu với nhau. Đấy. Cho nên chúng ta không nên cho chồng mình, con mình tổ chức nhậu ở nhà, uống rượu ở nhà. Mà uống đến say thì sinh ra đánh nhau, cãi nhau, giết nhau và làm những cái điều ác. Thứ nhất là may gây mất an toàn, an ninh, gây mất trật tự xã hội, và hao tài tổn của, thậm chí là mất mạng trong nhà của mình. Thế thì Đức Phật có nói rằng người mà uống rượu thì sẽ bị các cái điều tội lỗi như sau, có 10 điều. Thứ nhất là tâm tán loạn của rời mất. Người uống rượu thì tâm sẽ bị tán loạn, có tiền có của đi đường là sẽ làm rời mất. Thứ hai là thân hay sinh nhiều tật bệnh. Thứ ba là tăng trưởng cái lòng độc ác giết hại. Thứ tư là sân hận bừng lên, ưa sinh sự đấu tranh, tranh đấu. Thứ năm là trí tuệ sẽ kém dần. Tức là người uống rượu nhiều á thì quý vị biết là càng ngày càng ngu, càng ngày càng dốt, đúng không quý vị? Tâm trí u mê, không có ai nói là cái ông nghiện rượu mà khôn cả. Thưa quý vị, là thầy đã thấy rất là nhiều người nghiện rượu á, ở dưới chùa, ở dưới Long Biên đi, có một cái chú ở gần chùa, các vị biết không, chú nghiện rượu. Chú nghiện rượu mà mẹ chú cũng phải sợ. Chú uống rượu là cứ sáng ngày ra, mới sáng sớm thôi, chú làm một chai rượu to. Chú uống không cần ăn cơm, không ăn gì hết đấy. Mới sáng sớm 6 giờ sáng mà đi vào trong chùa bay mùi nồng nặc. Và thưa quý vị, chú rất là buồn cười. Khi chú uống rượu xong thì chú lại hay vào chùa chú treo hai con chó. Cứ treo hai con chó và cứ đứng đấy bảo mày ăn chưa. Thế xong bảo là mày đi ra đây chơi với tao. Tức là chú ấy uống rượu say thì chú đi vào chùa chú chọc chó, chú treo hai con chó của thầy. Thế là hai con chó nó cứ sủa in ỏi cả chùa lên. Đấy. Mà chú cứ đứng chú chống cạnh thế này, chú treo hai con chó mà rất là sợ. Đi ra thì là mình bảo chú đi chỗ khác ấy, thì mình cũng sợ chú cơ, vì chú nồng nặc mùi rượu. Đấy. Mà người chú cứ khình như thế này. Đấy. Thế cho nên là thưa quý vị là biết nào, thế là thầy mới gọi bà mẹ của chú á, bà là Phật tử trong đạo tràng, có cái cậu con trai này bị nghiện rượu, nó như là cái não của nó, khi mà nó nghiện rượu là nó không bỏ được. Thế xong là bà cũng khổ tâm lắm, không có vợ có con gì cả. Thế uống rượu suốt mà làm gì ai thèm, người ta thèm lấy mà cũng không làm gì hết. Một ngày là cứ làm mấy lóc mấy chai rượu như thế. Rồi cứ lấy tiền của mẹ, cứ xin mẹ cho thì bắt buộc mẹ phải cho để đi mua rượu uống. Người càng ngày bắt vào, và dạ dày thì thủng cấp dạ dày hết 2/3 rồi. Đấy, thưa quý vị là cái nghiệp. Cho nên chúng ta ai mà uống rượu ít rồi thì chúng ta bây giờ phải tập cấp giảm đi. Cho nếu mà mình uống quen riết hồi là mình bị cái chất men ấy, nó làm nó tác động trong cái não bộ của mình ấy, nó làm cho mình cứ đòi uống thôi, thích uống thôi, không uống chịu được. Giống như hút thuốc lá cũng vậy, cái chất nicotine ấy, nó ở trong cái não bộ của con người, nó làm cho mình thèm.
phải hút thì mới được, không hút là cảm thấy nó cứ ngáp dài rồi cứ mệt mỏi rồi lại mỏi đó. Thế thì rượu cũng vậy, nó rất là độc hại cho chúng ta. Thứ sáu là phước đức tiêu mòn. Cái người uống rượu thì làm xấu làm ác liên tục thôi, làm sao mà có phước được. Đấy, thứ bảy là sự nghiệp thì chẳng thành. Thứ tám thì thêm nhiều buồn khổ. Thứ chín là khổ nhục cho cha mẹ vợ con. Và thứ mười là sau khi chết thì rơi vào đường ác. Đấy, sau khi chết là rơi vào địa ngục. Cho nên cái người mà nghiện rượu uống rượu là tạo nghiệp nặng, tất cả các giới đều phạm. Do vậy Đức Phật dạy chúng ta là một giọt nhỏ mình cũng không được uống. Đấy, thế thì các Phật tử chúng ta hãy hiểu qua cái ý nghĩa của năm giới là như vậy. Thì các vị đọc lại cho thầy nghe. Giới thứ nhất là gì? Không được sát sinh. Giới thứ hai, không được trộm cắp. Giới thứ ba, không được tà dâm. Giới thứ tư, không được nói dối. Giới thứ năm, không được uống rượu. Giới thứ tư là gồm có bốn. Cái miệng của mình gồm có bốn là gì? Thứ nhất là không được nói dối. Thứ hai là không nói gì? Không nói lời theo dệt. Thứ ba là không nói lời hai lưỡi. Thứ tư là không nói lời thù ác, độc ác. Đấy, cái miệng của mình là có bốn nha. Bây giờ các Phật tử chúng ta đọc lại năm cái giới này để bắt đầu chúng ta quỳ lên để lĩnh thụ. Khi nghe thầy nói thì các vị hỏi các vị có giữ được không, thì các vị hôm nay đã phát nguyện đi thì thụ giới, thì các vị phải nói là mô Phật con xin giữ được. Và mỗi một giới là các vị lễ xuống một lễ để Phật hộ pháp chư thiên chứng tâm cho quý vị nha. Các vị quỳ lên chắp tay nghe thầy hỏi. Này các thiện nam tử thiện nữ nhân, giờ đây là giờ phút rất là quan trọng, quý vị hãy quỳ hướng lên Tam Bảo nghe tôi hỏi thì quý vị hãy đáp và định lễ. Giới thứ nhất, suốt đời không sát sinh là giới của người Phật tử tại gia, vậy quý vị có thể giữ được không? Khi nghe thầy hỏi thì các vị đáp là gì? Mô Phật, chúng con xin giữ được. Lễ xuống nha. Giới thứ hai, suốt đời không trộm cướp là giới của người Phật tử tại gia, vậy quý vị có thể giữ được không? Giới thứ ba, suốt đời không tà dâm là giới của người Phật tử tại gia, quý vị có thể giữ được không? Giới thứ tư, suốt đời không nói dối là giới của người Phật tử tại gia, vậy quý vị có thể giữ được không? Giới thứ năm, suốt đời không uống rượu là giới của người Phật tử tại gia, vậy quý vị có thể giữ được không? Này các thiện nam tử thiện nữ nhân, lành thay quý vị đã thụ giới rồi, từ nay cho đến suốt đời phải giữ gìn giới pháp cho thanh tịnh. Dù gặp phải nhân duyên mất mạng cũng không nên hủy phạm, nên bền lòng giữ gìn thì đời đời qua lại chốn nhân thiên sớm thành Phật quả, nhờ công đức trì giới này mà khỏi đọa vào trong ba đường ác. Khi mệnh chung được sinh về cực lạc, nếu nhất tâm niệm Phật, trì chú tụng kinh tọa thiền và làm tất cả các công đức lành, cùng thụ trì tam quy và ngũ giới, thì quý vị chắc chắn trong đời này cũng như đời vị lai sẽ được an vui và giải thoát. A Di Đà Phật.